Kính bạch quý đại đức, tôi có một câu hỏi liên quan đến yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả của nghiệp trong tương lai. Nếu tôi cúng dường một nhà sư bây giờ vào năm 2022, nhà sư chưa chứng được thánh quả gì. Sau 30 năm, vào năm 52, nhà sư đã chứng đạt được một trong tứ thánh quả theo các kinh. Hầu hết các quả của nghiệp sẽ được tạo ra trong các kiếp sau. Liệu sự kiện mà nhà sư chứng được một trong tứ thánh quả sẽ thay đổi quả cúng dường được sinh ra trong các kiếp sau chấm hỏi. Nếu nhà sư không chứng được gì, liệu điều đó có thay đổi quả cúng dường sinh ra trong các kiếp sau không chấm hỏi. Thưa với quý vị á, cái quả của cái nghiệp như là cái nghiệp bố thí được tính vào thời điểm mà mình làm chứ không phải là nó có sự hứa hẹn. Ví dụ như ngay cả như nàng Suchata, nàng cúng cho Bồ Tát thì nó cũng được tính ngay thời điểm đó, chứ nó không được tính vào cái thời điểm là Bồ Tát thành quả vị chánh đẳng chánh giác. Nhớ giùm sư cái sự kiện đó. Tuy nhiên nó lại được một cái như vậy nè, là khi mệnh chung ở trong kinh mình dịch là kinh ước nguyện của Trung Bộ thì có một cái như thế này, là khi mà mệnh chung thì mình nhớ đến cái vị sư mà mình đã từng bố thí cúng dường thì mình có cái sự hoan hỷ hay là không. Nếu như khi mình nhớ đến thì vị đó còn phàm thì mình cũng hoan hỷ, nhưng mà cái sự hoan hỷ nó sẽ không bằng là khi mình nhớ đến là hồi xưa mình có hộ độ một ông sư nhưng mà bây giờ ông chứng thánh rồi đó, thì khi đó mình sẽ hoan hỷ hơn và nhờ như vậy mình được sự lợi ích hơn. Thì câu hỏi nó chỉ đơn giản như vậy thôi, không biết đại đức Tuệ Tường có bổ sung gì hay không. Kính thưa đại đức, kính thưa quý vị. Ở đây thì sư cũng hoàn toàn đồng ý với cái ví dụ mà Đức Hạnh Tuệ đưa ra. Chứ ví dụ tâm điểm của cái câu mà trả lời này nè. Sư thấy có mô típ nó rất giống ở trong Vinda Vấn Đạo, mà ông vua Binda mới hỏi ngài ngài Nagasena. Thì ngài Nagasena cũng đưa ra cái ví dụ, hai cái ví dụ thưa quý vị, hai ví dụ mà là cái buổi cái lúc cúng dường đó, đến Phật toàn giác đó, cuối cùng ban cuối cùng của ông thời Sang Chun Đá, và cái lần cúng dường của nàng Suchata cho ta cho Bồ Tát. Thì rõ ràng là trong đó, trong trong Minda Vấn Đạo là ngài Nagasena cũng có khẳng định là như vậy, khẳng định rõ ràng là thưa ngài Nagasena, do năng lực của sự thuần thục và chứng đạt đối với các pháp, đối với các pháp nào mà hai phần thiết thực ấy là như nhau, có quả báo như nhau, có quả thành tựu như nhau, có quả báo lớn hơn và có phước báo lớn hơn rất nhiều so với các món thiết thực khác. Thì ngài trả lời là Tâu Đại Vương, do năng lực của sự thể nhập theo chiều thuận và chiều nghịch, đối với sự chứng đạt và an trú theo tuần tự mà hai phần thiết thực ấy là như nhau, có quả báo như nhau, có quả thành tựu như nhau, có quả báo lớn hơn và phước báo lớn hơn rất nhiều so với các món thiết thực khác. Đó. Thì cho nên đó, cái vấn đề đây đó, vấn đề chính đó là cái yếu tố mà khi mà quý vị cúng dường đó, cái tâm, cái nội tâm quý vị đó, bản thân quý vị là cái người quyết định cái đó, cái quả nó đạt tới đâu là đưa tới đó, chứ chúng ta cũng không có thể mà nói so sánh được. Tại vì ở đây á, sư thấy là như vậy, thấy là cái vị này nè, thật sự cái câu hỏi này nó có một cái điểm mà nó phức tạp ở đây. Cái vị này sư theo sư xin sư cho lời khuyên nha. Tại vì ở đây vị này hỏi là theo các kinh, hầu hết các quả của nghiệp sẽ được tạo ra trong các kiếp sau, thì cái vế này nó thiếu thiếu một cái.
thiếu một cái là bị thiếu biết gì không? Tại vì khi mà nói về cái thời gian mà cho quả thì sư đã nhắc rất là nhiều rồi, là có những cái nhân mà cho quả ngay trong hiện tại, rồi có những cái nhân mà cho quả ở kiếp sau, và có những cái nhân cho quả ở những kiếp kế sau, và có những cái nhân nó trở thành vô hiệu nghiệp, nghĩa là không cho quả. Cho nên là cái vế này á, nếu mới đúng á, là để cho đầy đủ á, thì mình nói là theo các kinh thì hầu hết các quả thì đúng, tại vì cái phần mà cho quả hiện tại á, thì nó quá đặc biệt đi, cho nên là vị này nó dùng từ hầu hết thì cũng đúng, nghĩa là hầu hết các quả của nghiệp sẽ được tạo ra trong kiếp sau và những kiếp sau, và thậm chí vô hiệu nghiệp đó, thì nó suy nghĩ nó sẽ đầy đủ hơn đó. Còn cái việc mà cái vị này là muốn hiểu rõ hơn á, là nói là nếu mà nhà sư chứng quả hay chứng quả liệu đó có thay đổi không á, thì giờ sư để hiểu rõ hơn nha, sư nghĩ là cái vị này sư cho lời khuyên là nên đọc cái quyển hiểu rõ hơn về nghiệp đó, tại vì về nghiệp nó nghiệp rất là phức tạp thôi mày, thì sư cho lời khuyên là mình nên đọc cái quyển mà vận hành của nghiệp đó của nhà báo, bao gồm hai quyển, quý vị biết á, chỉ là nó vận hành của nghiệp hai quyển, là quyển nhân quyển quả, hai quyển đó là gần 500 trang đó, quý vị biết cái độ phức tạp của nó về nghiệp thế nào, thì cái vị này nên nên tìm cái quyển đó đọc để mình hiểu rõ tường tận hơn không? Cái vấn đề thì trong đây sư có cảm giác như là cái câu hỏi của vị này nè, nó trong khi hỏi mình vẫn chưa hiểu được cái sự sâu xa khi mà nói là cúng dường sau 30 năm. 30 năm mà nhà sư đã chứng đạt một trong những thánh quả, rồi lại hỏi tiếp đó là liệu sự kiện sư chứng được trong thánh quả sẽ thay đổi cúng dường hay không? Sinh ra trong kiếp sau, nếu nhà sư không chứng được gì, liệu có thay đổi được gì không? Cái thay đổi này không, thưa vị, cái thay đổi này không là cái quả mà nó chỗ nha, nó chỗ đúng cái tính chất của nó thay đổi không, tùy theo còn bản thân, tùy theo cái quý vị đó. Tùy theo quý vị đó, là cái nghiệp đó là nó thuộc là nghiệp, cái nghĩa là cái nhân đó nó thuộc là trả của cái kiếp kế tiếp, hay là nó thuộc trả của những kiếp sau nữa, vì nó rất là phức tạp rồi, nó có thuộc vô hiệu không nữa nó, cho nên tại sao mà sư nói là phức tạp gì đó, đó. Rồi bởi vậy á, mà cho nên á cho nên đó là cuối cùng á, là sư có lời khuyên á, là thôi giờ để mình hiểu rõ hơn về nghiệp á, mình đọc hai quyển đó như sư nói đi đó. Còn cái đơn thuần cái câu câu này nè, nghe là theo sư thấy, nghe sư thấy cái sự hiểu của vị này á về nghiệp á, nó vẫn còn hơi mơ hồ, cho nên là nên đọc mình hiểu rõ đi, tại vì nếu phân tích ra là cho quả từng thời nó như thế nào, nó tùy theo bản người thân người đó như thế nào, sanh ni như thế nào, nó trở thành vô hiệu hay là nó cho quả là nó tăng trưởng, nó sẽ thù thắng hơn hay là nó không thù thắng hơn, hay là nó thấp hơn, nó còn nhiều vấn đề lắm chưa vậy. À, xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Chúng ta qua câu hỏi tiếp.